sau nhiều ngày bài bạc thâu đêm suốt sáng, Quang Huấn bỏ nhà đi bùi và đã gặp phải cô nàng mới bước về từ cuộc thi phim Internet Top Model. Hãy cùng xem anh ấy tán cô nàng như thế nào ở tập 2. Quang Huấn đại chiến Oracle. Ha 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 ha!